Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Sóc Văn Nho Sinh. Hôm nay thì mình lại tiếp tục ship một vé sóc vé dòng USA đi Sài Gòn. Rất là đẹp. Tôi mang từng mua sóc thì liên hệ vào Facebook thú cưng sóc vé Úc nha. Mình xa thẳng là mõ lắm là không cắn. Nó ăn lâm ngật. Nó đủ rồi. Tất cả các hàng mà mình ship đi là khách đều phải thanh toán trước khi mình ship. Khách nhận hàng bảo hộ kiểm tra nếu mà sắp chết hay là giao không đúng hàng thì sẽ hoàn tiền. Trước khi gửi đi là khách đều có coi được clip đúng không? Clip này là mình quay là gửi cho khách này, và đến khoảng ngày hôm sau mình mới đăng lên kênh TV. Khi khách nhận được hàng thì mình mới đăng lên TV. Rất là ngoan, mình chơi đùa bình thường. Bít khô này, bị tiêu chảy này. Cái này là có được nhé, có bi này. Cái thì sẽ có túi rồi đó. Bít khô không bị tiêu chảy. Các bạn cần mua hàng thì cứ liên hệ vào Facebook thú cưng sóc vé Úc nhé, link để dưới mô tả video á. Chứ đừng có comment trên video này là phải mua, bởi vì trên YouTube là không có thể trả lời được, không thể nhắn tin riêng được. Không muốn chờ thường xuyên giống như trên Facebook. Trên YouTube là mình chỉ đăng video thôi chứ không thể thường xuyên online như trên Facebook được. Nếu có cách xỉ thì cứ mua 4 vé là mình sẽ tính cho giá xỉ nhé. Các cửa hàng mua về bán lại là cứ tính cho 4 vé. Thì ngân hàng là tính giá xỉ. Rất ngon, chơi bình thường. Ngày mai. Bây giờ mình sẽ đóng hàng. Ăn này. Đây là bột này. Mới vào các bạn cần mua hàng xỉ và lẻ vui lòng liên hệ về trang fanpage Facebook thú cưng sóc bay Úc giúp mình nhé. Đối với đơn hàng mua xỉ thì giá xỉ sẽ được áp dụng cho đơn hàng mua, với 4 vé trở lên sẽ được tính giá xỉ nhé. Các bạn mua hàng, nhận hàng quay clip mở hộp nếu như dao không đúng màu đã đặt hoặc sóc bị chết, thì sóc sẽ hoàn tiền các bạn nhé. Các bạn mua hàng bên mình sẽ được tư vấn cách chăm sóc trọn đời. Các bạn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để nhận được thông báo khi kênh ra video báo giá mới nhất nhé. Xin cảm ơn. Và một tiếng sau khách đã nhận được sóc.